xôn sao câu chuyện một cai phó của tờ báo văn nghệ hiếp dâm một nữ nhà văn. Dưới đây là hai bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhà văn Nguyễn Đình Bồn về vụ lùm xùm này. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Câu chuyện về một tay tài xế được cất nhắc trở thành cai phó của báo văn nghệ trong quá trình hãnh tiến của hắn đã cưỡng bức một nữ nhà văn trẻ trong suốt nhiều năm có vẻ lọt thòm mất tâm trong báo nhà nước Việt Nam cũng như trên công luận của mạng xã hội. Trước đó ít ngày, câu chuyện một người mẫu nữ nước ngoài đến Hội An chụp hình để lộ đồ lót, chỉ trong vài tiếng đồng hồ được cả một hệ thống báo chí sùng sục điên cuồng như tổ quốc bị xúc phạm, Đám đông bị dẫn dắt dư luận cũng điên cuồng góp lời chửi rủa không chán, thậm chí công an cũng lập tức vào cuộc để truy tìm như một vụ án hình sự vậy mà câu chuyện của một trí thức việt nam bị cả một đám người nhân danh trí thức bao che tội ác và thỏa hiệp bóp méo sự kiện trong suốt nhiều năm trời không thấy có một cuộc điều tra nào từ báo chí đến công an vụ án này là phần cặn bã đáng được phơi bày trong hệ thống phân phối quyền lực trong xã hội việt nam không có chỗ đứng cho trí thức mà chỉ có chỗ cho một tay lái xe rất biểu trưng trở thành lãnh đạo chỉ vì kẻ này biết vâng lời và giỏi làm dân phòng kiểm duyệt chữ nghĩa và từ đó quyền lực phát sinh tỷ lệ thuận với thú tính được bảo bọc. Đây không phải là lần đầu tiên, năm 2013, một trong những vụ án ép bán dâm nổi tiếng từ một hiệu trưởng trường trung học ở hà giang là sầm đức sương mà những kẻ mua dâm là các quan chức lại được giấu tên nhưng các cô gái nhỏ vị thành niên đó thì lại được trưng tên và hình ảnh đầy đủ và đó chỉ là một trong những câu chuyện khác chìm nổi trên đất nước này trong thời kỳ phát triển rực rỡ hôm nay Nhà văn nữ bị cưỡng hiếp nhiều năm, bị vu oan, bị ép nhận là chuyện tình cảm riêng tư để xóa bỏ tội ác. Cô ấy không phải là người vô danh, cô là một cái tên quen thuộc trong xã hội văn chương Việt Nam, nhưng cô còn bị vùi dập đến vậy, hãy tự hỏi còn những người không có tiếng nói khác sẽ như thế nào. Trong thư ngỏ tố cáo, nhà văn nữ nói rằng Cô đã trải qua nhiều năm dài trầm cảm và nghĩ đến chuyện tự tử. Cuộc sống vào đời của một cô gái tuổi 20 cho đến hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, trở thành năm tháng dài địa ngục bởi tổn thương từ một tay cai văn nghệ và còn bị xã hội nhỏ chung quanh cô chà đạp, che đậy. Hãy thử tưởng tượng vì quá tuyệt vọng mà nhà văn nữ đó đã tự tử và đem theo mình nỗi đau đớn đó xuống mồ thì tội ác này được mãi mãi chôn giấu và những người biết đến cô chỉ có thể tiếc thương mơ hồ cho một sinh mạng bị hủy diệt hội phụ nữ hội nhà văn hội nhà báo và tất cả những thứ đoàn thể có liên quan khác sao lại câm miệng như hến đến lúc này hay họ cũng là những nạn nhân bị cưỡng bức suốt bao nhiêu năm nay nhưng lại không đủ dũng cảm lên tiếng chống lại. Vừa rồi là bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh và sau đây sẽ là bài viết của nhà văn Nguyễn Đình Bổn cũng được đăng trên Facebook cá nhân. Dạ Thảo Phương tố cáo Lương Ngọc An cưỡng hiếp mình xem như nô lệ tình dục suốt hơn 20 năm. Đáng nói đây là những nhân vật trong hội nhà văn của nhà nước Việt Nam. An hiện là phó tổng biên tập báo Văn nghệ, một tờ báo mà các nhà văn quốc doanh xem như đền đài miếu mạo. Tôi từng biết cả hai nhân vật này khi năm 1994 thời còn ham vui đi tham dự đại hội nhà văn trẻ tại Hà Nội. Cô Phương lúc đó còn rất trẻ, xinh mảnh mai Tôi chỉ nhớ trong suốt chuyến xe bớt lên đèn hùng, cô say xe, dựa người vào một người bạn viết văn ở Đà Nẵng, bạn này tên Hùng, sau đó mấy năm không hiểu sao bị bắt vì điều 258 rồi không còn thấy dấu tích trên văn đàn. Lương Ngọc An khi đó là lái xe cho tờ văn nghệ, mấy năm sau tình cờ đọc thơ anh ta, thơ làng nhàng, nhiều bài rất ba láp, như xe vấp ổ gà Vậy mà nay là phó tổng biên tập báo văn nghệ trung ương Điều này cho thấy báo văn nghệ sau thời ông Nguyên Ngọc Đến thời Vũ Tú Nam Hữu Thỉnh nó suy đổi ra sao Kèm theo đơn tố cáo câu chuyện quá khứ là đơn tường trình ngày 14 tháng 10 năm 2000 Vụ cô Phương bị tay an bóp cổ đè trên người và cô la lên với sự chứng kiến rất nhiều tên tuổi như Bế Kiến Quốc đã mất thành trương, vậy mà họ ém hết, thiệt đáng phỉ nhổ. Tôi biết rằng trong các cái hội quốc doanh đó, chuyện tình dục và danh vọng đầy góc tối, nhưng tôi ủng hộ cô Dạ Thảo Phương đã vượt qua định kiến tố cáo ông Lương Ngọc An. Tôi yêu cầu chính ông Võ Văn Thưởng xử lý vụ này.